Chào mừng quý vị và các bạn đã đến với kênh tin hôm nay. Các bạn nhớ nhấn vào nút đăng ký và biểu tượng chiếc chuông bên cạnh để đón nhận những thông tin thú vị và mới nhất từ kênh của chúng tôi các bạn nhé. Và sau đây mời quý vị và các bạn cùng chúng tôi đến với phần tin chi tiết trong bản tin của ngày hôm nay. Cách cư xử lạ lùng của Quang Minh, ly hôn vì thương Hồng Đào thường xuyên đăng ảnh vợ cũ. Quang Minh thường xuyên bày tỏ sự trân trọng đến vợ cũ và khẳng định Hồng Đào luôn là sự lựa chọn đúng nhất của anh. Cách đây ít ngày, nghệ sĩ Quang Minh khiến nhiều người không khỏi bất ngờ khi đăng tải hình ảnh Hồng Đào bên hai con gái và dành nhiều lời chúc đến cô nhân ngày của mẹ. Một người mẹ luôn sát cánh hai con, thank you for everything em nha, happy Mother's Day em, Quang Minh viết. Đáng chú ý, đây không phải là lần đầu tiên nam nghệ sĩ sinh năm 1959 đăng tải hình ảnh vợ cũ trên trang cá nhân. Trước đó, trong ngày sinh nhật Hồng Đào vào tháng 9 năm 2020, anh viết dòng trạng thái đầy tình cảm gửi đến vợ cũ. Hôm nay là sinh nhật Hồng Đào đó các bạn, anh chúc em luôn khỏe mạnh tươi vui, anh chúc em thành công hơn nữa trên bước đường nghệ thuật mà em từng yêu và hơn hết cuộc sống này sẽ luôn bình an bên cạnh hai con. Thậm chí nam diễn viên còn khẳng định anh sẽ không quên ngày sinh nhật của vợ cũ. Làm sao anh quên được ngày này, thêm một tuổi, anh chúc em, mẹ của hai đứa con anh, luôn khỏe mạnh, được vạn sự may mắn và bình yên. Khác với nhiều nghệ sĩ thường tránh nói về nhau sau đổ vỡ, Quang Minh lại tỏ ra cởi mở, không ngại chia sẻ những khoảnh khắc ấm áp bên Hồng Đào trong quá khứ. Điển hình, anh từng chia sẻ lại hình ảnh cùng vợ cũ đưa con gái út, tửu trường vào năm 2013 và nhiều giây phút gia đình quây quần. Không chỉ nhớ lại những ngày tháng còn chung đường, nam diễn viên và vợ cũ còn cùng đóng chung phim mới. Trong thời gian rổ tin đồn nạn nứt vào năm 2018, họ vẫn vào vai phụ huynh của một đôi yêu nhau trong ngôi nhà bướm bướm. Sau khi công khai chuyện ly hôn, hai người tiếp tục đóng vai người một nhà trong Tìm chồng cho mẹ. Sự gắn bó không né tránh mâu thuẫn của cặp đôi sau ly hôn khiến nhiều người không khỏi ngưỡng mộ. Nhiều khán giả thậm chí bày tỏ sự tiếc nuối và bình luận trên trang cá nhân của Quang Minh, mong cả hai sớm nối lại tình xưa. Quang Minh và Hồng Đào công khai chuyện ly hôn vào tháng 4, 2019, cả hai đã có 20 năm gắn bó cùng hai cô con gái xinh đẹp. Sau khi ly hôn, nam nghệ sĩ thừa nhận biến cố hôn nhân khiến anh thu mình lại, sợ ồn ào bủa vây. Đồng thời, việc đứng cùng sân khấu suốt 20 năm với vợ cũ đã thành thói quen của anh. Ly hôn khiến cuộc sống nam diễn viên không khỏi thay đổi. Anh hụt hẫng vì sự trông vắng bóng hình quen thuộc. Quang Minh phải mất một thời gian khá lâu để thích nghi và bắt đầu lại công việc mà không còn sánh bước bên Hồng Đào. Khi được hỏi dường như vẫn còn khá nhiều tình cảm với Hồng Đào, nam nghệ sĩ bày tỏ. Nói không biết mọi người có tin không, nhưng tôi quyết định ly hôn Hồng Đào vì thương cô ấy. Hồng Đào là người tốt, tôi chỉ muốn nói bấy nhiêu thôi. Tôi không muốn nhắc nhiều vì mong mọi chuyện khép lại để Đào và tôi có cuộc sống mới. Đồng thời anh khẳng định vẫn chưa sẵn sàng để bước vào mối quan hệ tình cảm nào. Sau ly hôn, Quang Minh và Hồng Đào vẫn giữ mối quan hệ thân thiết để cùng chăm sóc hai con gái. Anh cho biết luôn nhớ những kỷ niệm đặc biệt với vợ cũ và không ngại những lời bàn tán khi đăng tải lời chúc đến cô. Có thể thấy, dù đã ly hôn gần 2 năm nhưng Quang Minh vẫn luôn dành cho vợ cũ tình cảm và sự trân trọng. Anh từng khẳng định, thật ra trong cuộc sống vợ chồng có nhiều thứ khác nữa, đúng là chỉ có người trong cuộc mới hiểu được. Cái tờ giấy hôn thú chỉ là tờ giấy thôi, quan trọng là hai người xem nó như thế nào. Đến giờ phút này tôi dám khẳng định, Hồng Đào vẫn đúng nghĩa là người vợ. Nếu để lấy một ai đó làm vợ, Hồng Đào luôn là sự lựa chọn đúng nhất của tôi.